Texas ngày thứ 8 của mình, thì ngày hôm qua mình đã học về Marble và ngày hôm nay mình sẽ chuyển sang vẫn là design với marbling nhưng mình sẽ học về vẽ vân gỗ. Thì trên tay em ở đây đó là cái hình mà ngày hôm nay mình sẽ học, đó là cái bộ móng ngày hôm nay mình sẽ học. Thì sau khi xong hy vọng là mọi người ở nhà cũng tập để mình làm ra mấy cái design giống như vậy. Mình có thể thêm bông, thêm hoa hay thêm cái gì đó tùy theo mình vào trong cái bộ móng. Nhưng mà cái quan trọng của mình là mình vẽ ra cái nền vân gỗ ha. Thực sự cái này em cũng rất là thích và cũng học lâu lắm. Thì sau này mới học được một cái cách rất là dễ làm, không có quá khó như là mình nghĩ. Cho nên là em sẽ chia sẻ với mấy anh chị chi tiết cái cách mình làm. Và ngày hôm qua thì em có làm về cái marble, thì em thấy mấy anh chị gửi hình vào thì trong đó đa phần là mình thấy là cái marble của mấy anh chị làm có thể là mới chưa quen tay, nhưng mà hầu như là 80% hình gửi vào nó đều không có làm ra được những cái đường vân. Nhớ là trên cái đá marble khi mình nhìn vào đó thì đa phần là mình sẽ thấy nó có những cái đường vân rất là nổi, chứ nó không phải là cái màu nó bị lem 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 lem. Nó có nhiều loại khác nhau, và cái mà mình đang làm đó là mình muốn cho mấy anh chị chấm acetone làm sao mà nó ra những cái đường vân. Thì như vậy khi mà mình phối hợp màu này màu kia, mình muốn đẩy cái màu nào lên làm cái đường vân nổi nhất thì nó sẽ đẹp hơn. Còn để mà mình blend đều màu nó lem 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 ra nhau hết á thì nhìn vào nó không có cái chỗ nào nó nổi bật. Thì hôm nay cái móng đầu tiên em sẽ go over lại một lần nữa cái cách mà mình chấm cho nó lem ra. Thì mấy anh chị có thể đi dọc, đi ngang, đi như thế nào đó là tùy vào mấy anh chị, nhưng mà cái quan trọng là mình chỉ cần chấm thôi. Hôm qua em có nhắc là khi mình làm marble mình chỉ chấm, mình không quét, thì nó mình đừng có quét, mình quét thì nó sẽ bị lem đi, cho nên là mình chỉ chấm 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 chấm, và chỗ nào mình chấm rồi mình có nên lặp lại nữa hay không, và mình đẩy làm sao để cho cái đường vân của mình nó không có bị dồn một cục. Tại vì nhiều khi mình dồn cứ hai bên, bên này bên này chấm qua bên kia chấm lại thì nó sẽ bị dồn lại một cục. Thì mình làm sao cho nó lem ra nhưng mà nó vẫn còn mấy cái đường chỉ, nó đi mấy cái đường chỉ nhỏ 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 thì nhìn sẽ đẹp hơn. Rồi mọi người đã vào đầy đủ hết chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Em sẽ coi cái em sẽ on lên để em coi cái comment của mấy anh chị để mà mình có thể làm trực tiếp song song với nhau. Cái kỹ thuật làm marble thì nó rất là dễ luôn, vô cùng dễ luôn, cho nên là mọi người bắt buộc phải làm được. Rồi mọi người vào rồi, share video nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Hôm qua em cũng có coi lại comment thì một số, hình như có một người thôi, một người chị nói là chị xài marble ink mà chị làm ra cũng không được, nó không có lem màu, nó nằm một chỗ, và thợ của chị làm ra cũng không được. Thì em có thử và cũng có người trả lời cho mấy chị luôn, thì mình phải thử lại. Nếu như mà mình không bỏ matte top coat thì nó sẽ không có lem, và cái matte top coat mình xài phải là matte top coat không chùi, có nghĩa là hơ đèn xong nó khô luôn thì mình bỏ marble lên nó mới lem. Còn nếu không mình khi mà mình sơn treo xong mình hơ đèn khô thì mình thấy là nó có một cái độ bám rít 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 trên cái mặt móng, hoặc là một số loại treo nó cũng không có độ bám, nó khô luôn cỡ 80%, nhưng mà mình bỏ marble in lên nó cũng không có lem được. Đó là tại sao mà mình phải xài cái top coat nó thiệt là sạch, nó phải là cái siêu lại luôn á, nó gọi là siêu cái treo lại luôn thì mình mới bỏ marble in lên và mình lem được nha. Nhớ nghe rồi phải không chị? Cái này thì em không có trách gì mấy anh chị khi mà bỏ cái comment, nhưng mà thật sự là nếu như mà cùng một sản phẩm, cùng một kỹ thuật làm mà số nhiều 10 người mà 9 người làm được hoặc là 8 người làm được mà còn 2 người là còn lại làm chưa được thì mình phải coi đi coi lại cái kỹ thuật của mình coi nó bị problem ở chỗ nào. Nếu như mà nó có cái sai sót cái gì về cái kỹ thuật hoặc là cái mẫu design đó làm không ra thì cái số đông sẽ là số đông làm không ra, chứ không phải là cái mình nằm trong cái số nhỏ thì mình phải coi lại là kỹ thuật của mình nó bị sai sót chỗ nào. Rồi ở trên này thì hôm qua em cũng có nói là mình có bỏ hai màu trong kit đồ nghề của mấy anh chị là màu nâu và màu đen, và mình cần có acetone nhé, em nhắc là acetone chứ không phải alcohol để mà mình clean. Rồi và dùng cái cây cọ là cây cọ flat brush. Bình thường thì mấy anh chị có thể xài cây cọ 3D cũng được, nhưng mà cọ 3D mình không có thì mình có thể xài cây cọ flat brush để mình lấy được cái acetone nó nhiều hơn. Còn mấy cây cọ vẽ nhỏ nhỏ thì lấy nó ít quá không có được. Rồi em sẽ làm lại một ngón cho mình coi nhé.
Và trước khi mà mình qua cái mẫu vân gỗ thì mình sẽ làm cái ngón marble lại để cho mấy anh chị có thể vững về bên cái phần marble trước đã. Rồi ở đây thì em sẽ đi mát top coat. Và sau đó mình sẽ hơ đèn 30 giây. Rồi, hello cả nhà mới vào. Mình sẽ hơ đèn 30 giây cho cái top coat nó hoàn toàn nó khô luôn, thì sau đó mình mới bắt đầu mình bỏ marble lên. Mấy anh chị nào có câu hỏi thì cứ bỏ câu hỏi lên thì em sẽ trả lời. Câu hỏi nào mà liên quan tới cái bài học của mình hôm nay thì em sẽ trả lời trực tiếp. Còn câu hỏi nào mà không liên quan mà mấy anh chị nhớ trong đầu đó thì cũng có thể gửi lên luôn và em sẽ trả lời lại sau. Rồi sau khi hơ đèn khô thì mình sẽ xài cái này, mấy anh chị đi như thế nào cũng được, không có quan trọng ha. Em chỉ đi lại cái màu đen ở đây. Rồi sau đó thì em sẽ đi cái màu nâu, em chồng lên màu đen luôn. Rồi sau khi xong á thì mình sẽ dùng acetone mình chấm cái cọ vào nè. Anh chị thấy rõ không? Em đợi cho cái màn hình quay qua rồi em sẽ đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chấm acetone và mình sẽ tháp xuống. Thì khi mà mình lem nó ra, mình chấm xong mình sẽ thấy nó có cái lỗ để mà nó loang lên. Và nó sẽ dồn vào thì mình sẽ thấy được cái đường vân. Mọi người rõ không ạ? Mình chấm chấm chấm, em chấm nhiều hơn là em kéo nó nha mấy anh chị. Nè, chỗ đường giữa nè, nếu mà chỗ này mình để vậy thì nó vẫn ra cái đường vân nhưng mà nó bị to lắm. Cái này nó không phải gọi là cái vân, nó lem ra, nhưng mà cái này là do mình để cái màu mình đẩy hai bên ấy thôi, thì mình sẽ chấm vào trong cái đó luôn, nhưng mà mình điều khiển mình muốn nó qua bên kia thì mình sẽ chấm cái phần bên này để cho nó chạy đi qua. Rồi nè, mình thấy nó ra thành cái đường vân nhỏ hơn rồi nè, đúng không? Trên này cũng vậy. Đó, chỗ này chỗ nào mà mình thấy đường vân nó còn to quá mình muốn nó nhỏ lại thì mình cứ chấm trực tiếp vào cái đường vân. Rồi nó sẽ ra và nó nhỏ lại. Anh chị thấy rõ chưa? Rồi cái này thì mình có thể là ở ngoài này mình muốn nó nhạt lại thì mình chấm ở bên ngoài cho nó lem ra, cho nó đừng có còn bị đóng cục. Rồi sau khi xong thì mình sẽ dùng top coat để mà mình sơn lại thôi. Thì khi mình chấm vậy mình sẽ thấy cái vân nó ra từng sợi từng sợi từng sợi. Các anh chị thấy nó ra sợi không? Sợi đậm, chỗ lợt thì như vậy nó sẽ dễ hơn.
Và nhớ là mình chỉ chấm thôi chứ mình không có quét. Bây giờ chuẩn bị tới cái mà mình làm vân gỗ thì mình sẽ bắt đầu mình quét nè. Em chấm nhiều hay ít aceton, nhiều hay ít là tùy vào mình nhìn vào chị. Thí dụ như mình chấm vào mà mình thấy nó chưa có loang ra, có nghĩa là aceton của mình còn ít quá. Còn nếu mà mình chấm vào mà mình thấy nó chảy nhiều quá, nghĩa là mình bị nhiều quá. Cho nên là mình khi mà mình chỉ chấm vào thì chị sẽ cảm giác được là mình đang dư hay là mình bị đang bị thiếu. Nếu mà mình chấm vào mà mình thấy nó không loang, nó nằm hoài, có nghĩa là mình đang thiếu aceton, mình cứ việc mình lấy thêm thôi, không có gì mà mình phải 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 ngại hết. Tại trước đây thì em cũng có một chị khách là chị chấm mà không có lem, thì cuối cùng mới chụp hình gửi cho em thì mới find out ra được là lý do không có lem là tại vì chị không lấy đủ aceton, lấy ít quá, cọ nó khô quá thì nó lấy cái gì để mà nó lem. Thì chị cứ chấm thử đi. Mình cả ngày mình ngồi chơi cái này thì nó cũng đỡ hôi hơn ly quỵt, cho nên là mình ngồi mình chơi với nó cũng dễ hơn phải không? Rồi nè, mình thấy khi mình xong thì nó sẽ ra những cái đường, nó có đường đậm, đường lợt, đường lớn, đường nhỏ, và nó đi rất là cái đường nó rất là nhỏ, nó loang loang loang, nó hòa vào nhau thì nhìn nó đẹp hơn là mình để cho nó bị dồn cục giống như hồi nãy phải không? Rồi mấy anh chị cứ ngồi ở nhà mình cứ tập đi và giữ lại mấy cái móng thiếp này để mà mình có thể mình học vẽ hoa văn và mình vẽ lên cái móng đó, mình không có cần phải làm thêm nữa ha. Rồi bây giờ tới vân gỗ, em sẽ vẽ vân gỗ với mấy anh chị. Hôm nay bài học của mình rất là nhanh cho nên là mình sẽ cố gắng mình làm được 2 mẫu, và 1 mẫu thì mình sẽ làm design. Thì ở đây em có 2 cái móng thiếp trắng thì em cũng sẽ đi mat top coat luôn nhé. Nhớ là lúc nào cũng có phải có mat top coat. Có người hỏi em là shiny top coat có được hay không? Shiny thì cũng được, nó vẫn sẽ loang nhưng mà nó sẽ không có ra từng sợi đẹp bằng mat top coat. Nó sẽ bị chảy nhiều lắm. Rồi sau khi mat top coat thì mình cũng sẽ hơ đèn 30 giây. Hello chị Yến. Ngân ơi, bộ cọ trong bộ đồ nghề tổng cộng là 3 cây. Trong bộ đồ nghề của mình có 2 cây. Tổng cộng là có 2 cây. Bữa lúc đầu là em bỏ vào 3 cây, có một cây ombre nữa, có một cây cọ ombre nữa. Nhưng mà sau đó thì em thấy là cây cọ ombre mình chưa cần thiết học trong lớp này, cho nên là em có lấy ra một cây cọ thì mình còn 2 cây, là một cây 2 đầu cọ liner and size, short and size matter, và một cây là cây stone picker and jelly. Rồi bây giờ mình đã xong cái mat top coat nó khô rồi đúng không? Thì cái vân gỗ là tùy theo mình làm màu nào cũng được. Giống như mấy anh chị ra ngoài thì mình thấy gỗ nó có màu màu xám đen, hoặc là nó có màu nâu đen, hoặc là nó có màu nâu, thì tùy mình muốn làm nó màu gì thì mình làm. Ở đây đó thì mình đang có màu nâu. Trước tiên là em sẽ làm cái màu nâu không đi ha, nâu đỏ. Đợi hồi đó thì em sẽ pha 2 màu để cho mấy anh chị coi. Khi cái màu này để lên thì mình cứ sơn bình thường như sơn treo đi. Mình muốn nó đậm hơn thì mình sơn thêm một lớp nữa không có sao. Nhưng mà đừng có lấy nhiều quá, tại cái này nó lỏng cho nên mình lấy mỏng mình sơn vậy nè. Rồi mình sơn cho nó sọc sọc cũng không sao, không cần nó phải đều quá nha mấy anh chị. Rồi mọi người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dùng acetone. Mình chấm nha. Và sau đó mình quét cho nó khô. Này chắc có thể là em phải bỏ cái acetone vào trong màn hình luôn để cho mọi người dễ nhìn ha. Tại mình để bên ngoài thì mấy anh chị sẽ không có nhìn được. Hôm nay thì em phải xé mấy khăn giấy làm đôi. Tại vì mùa này là khăn giấy là cái hiếm lắm. Xài phải tiết kiệm. Rồi, mình sẽ chấm vào trong acetone và chùi cây cọ cho nó khô bớt đi. Có thể là chấm nhẹ ra miếng giấy cho nó khô bớt, hoặc chấm chấm vào cái thành hũ cho nó khô bớt. Mình sẽ sử dụng cây cọ khô chứ mình không sử dụng cây cọ ướt. Thì mình có thể đi từ chính giữa ra bên ngoài cũng được. Bắt đầu mình để cây cọ đứng nè, mình quẹt xuống.
Và cái đường vân gỗ thì không nhất thiết nó phải là thẳng nha mấy anh chị. Nó có thể là cong cũng được. Mình quẹt thì mình control cái tay mình, đừng có để cho nó bị mất màu nhiều quá. Nếu mà nó bị trắng luôn á thì nhìn nó không có đẹp. Cho nên là mình thấy cho nó đi đi lợt màu lại là được. Rồi bắt đầu ở dưới mình đi lên. Mình đè cọ mạnh tay và mình kéo lên. Cái cọ của mình phải lấy cho nó khô. Rồi bắt đầu mình đi ở trên đi xuống. Cái này mình có thể mình đi ở trên đi xuống hoặc là ở giữa mình đi xuống thôi cũng được. Tay mình kéo. Rồi, bắt đầu ở dưới kéo lên. Mình đi ở giữa mình kéo xuống. Khi mà nào mình kéo mình thấy cái màu nó hết ra rồi đó, có nghĩa là cái cọ mình nó khô quá rồi thì mình sẽ lấy thêm acetone. Mấy anh chị còn nhìn rõ không? Mình cứ dùng cọ mình kéo lên kéo xuống theo thứ tự vậy đi. Nhẹ tay kéo thấy cái màu nó đi ra bớt là được. Và cái vân rổ thì không cần phải thẳng và không cần phải đều. Rồi, bây giờ là mình thấy nó đã có sọc rồi đúng không? Màu đậm màu lợt nó đã có sọc rồi. Bây giờ mình sẽ làm con mắt của nó như thế nào. Thì cái cách làm con mắt nó rất là dễ. Thường nếu như mà mình có cây cọ 3D thì mình sẽ vẽ cái vòng tròn, cái vòng mà giống như là mình vẽ cái vòng tròn sấy từ sau trong sấy ra. Còn không có cây cọ 3D thì mình có thể dùng cây cọ Sony để mà mình vẽ, nhưng mà mình sẽ vẽ nhiều hơn tí xíu. Thì cái cách vẽ nó y chang như nhau, chỉ có cái là một cái lớn một cái nhỏ. Cái lớn nó sẽ nhanh hơn, còn cái nhỏ thì nó sẽ chậm hơn. Thì ở đây mình sẽ nhìn vào đây, mình nhìn thấy cái chỗ nào mà cái sọc của nó đi qua đi lại với nhau và nó có khoảng cách hơi to thì mình có thể dùng chỗ đó để mà mình làm con mắt. Phải không? Trên cái gỗ lúc nào nó cũng có những cái con mắt trên đó, thì mình sẽ làm cái con mắt, mình làm y chang như là cái con mắt của mình vậy đó mấy anh chị. Hay mình sẽ vẽ bên trong trước để nó có cái vòng tròn nó xoáy, khi mà nó xoáy nhẹ rồi. Khi mà nó xoáy nhẹ rồi thì mình sẽ bắt đầu mình vẽ với cái đường viền bên ngoài là cái hình cái con mắt luôn. Em sẽ chọn chỗ này, mấy anh chị có thấy chỗ này là cái màu của nó nó vừa có đậm lợt nhưng mà nó có cái khoảng cách với nhau hơi to đúng không? Thì mình sẽ dùng chỗ này để mình vẽ con mắt. Cái này thì mình không có cần nó phải đều ha, nó có thể nó to cũng được. Em lấy hơi to rồi nha. Mà mình vẽ nè. Vẽ ra y chang như con mắt ở bên ngoài á. Thank you.
Rồi ra đầu ngoài thì mình cũng sẽ sử dụng cái chính giữa này, mình kéo đường xuống một chút để cho nó có cái nối lại với mấy cái chỗ khác, nó đừng có bị nằm rời rạc quá, giống như là nó nối vào trong cái mẫu gỗ của mình vậy đó. Rồi qua bên này cũng vậy, hoặc là mình có thể dùng cái cây cọ này thì mình control cái con mắt ở bên ngoài nó sẽ dễ hơn, chùi cho nó khô. Và chỗ này em sẽ cho con mắt đi ha. Rồi mọi người nhìn rõ, mình sẽ vẽ hình cái con mắt ở bên ngoài, đừng có vẽ cho nó rõ quá, cho nó còn hơi mờ mờ và nó blend vào những cái vân gỗ khác thì như vậy nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái cây cọ nhỏ để mình vẽ cái vòng xoáy bên trong. Anh chị tập được chưa? Mình sẽ vẽ cái vòng xoáy bên trong và nó đi nó lên vào trong cái đường viền của bên ngoài. Rồi. Nên là xong cái mẫu vân gỗ của mình tập thêm nhiều cái màu khác nữa cho nó ra, nó nhìn nó ở đây một cái là em xài màu nâu đất, một cái em xài màu nâu hơi đỏ, thì mình nhìn được hai cái là hai cái màu nó đã khác nhau rồi nè, mình thấy chưa? Thì mình cố gắng mình tập hoài, từ từ mình sẽ quen, chủ yếu là mình kéo lên kéo xuống cho nó đều. À rồi, khó nhìn ha. Em sẽ làm lại thêm một cái nữa ha. Marble in mình làm trên bộ vẫn bình thường, miễn sao mình sơn top coat matte trước khi mà mình sơn là được. À, chỉ hai cái lằn đen và màu xám của marble. Tối quá không thấy rõ, khó nhìn. Rồi em sẽ làm lại thêm một cái nữa nha. Bây giờ qua cái thứ hai thì mình cũng đã có cái móng mà đã sơn matte top coat luôn rồi. Mình sẽ làm lại giống như vậy, và qua cái móng này sau khi xong thì mình sẽ làm design lên luôn. Thì trước tiên là em có thể đi màu đen nè, em quét cho nó ráo luôn. Quét cho cây cọ nó khô luôn. Rồi em quét đại vậy thôi. Tại vì mình cần một tí xíu màu đen để mình làm cho cái tông gỗ của mình nó đừng có bị đỏ quá, nó đậm, nó hơi đen quang chút xíu. Rồi sau đó thì em sẽ dùng cái số 2 của Marble In. Rồi em quét quét luôn vào cái phần màu đen để cho cái màu nó lem ra. Chủ yếu mà em có màu đen lên đó là để em cho khi mà mình quét vậy nó có những cái sọc đen, cái gỗ của mình nó có ra thêm cái màu chỗ đậm chỗ lợt. Đó là khi mà mình quét mình phải blend cái màu đen ra luôn là như vậy. Mình cứ quét nguyên móng bình thường không sao hết. Rồi sau khi xong nó đã có màu đen, nó có màu đỏ mà nó đậm xuống một tông nữa, thì nó sẽ có những chỗ nó có sọc đen sọc đỏ. Mình sẽ đợi nó khô một chút xíu và bắt đầu. Anh chị thấy là cái màu nó đậm xuống chưa,
màu đậm xuống nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình sẽ dùng cọ chùi vào trong cái hũ cho nó sạch, trên cái miệng hũ cho nó sạch bớt acetone. Và sau đó mình sẽ đi khoảng chính giữa ra cũng được, hay là từ trên xuống mà mình nhắm chỗ nào cũng được. Tại vì cái vân gỗ thì nó sẽ không có theo một cái bố cục nào cả, mình có thể quét từ đậm cho tới nhạt xuống nè. Rồi bắt đầu mình đi từ dưới đi lên. Rồi, đi từ trên đi xuống. Mình đừng lấy cái acetone trong cỏ mình nhiều quá nha, mình chùi cái cỏ cho nó khô bớt. Tại vì khi mà nó nhiều acetone thì mấy anh chị để lên mấy anh chị sẽ thấy nó bị chảy. Rồi chúng ta có thể kéo lên chút nữa. Rồi, sẽ đi tiếp tục từ trên xuống. Hoặc là đi từ giữa ra ngoài hai đầu cũng được, để cho em nhắm giữa. Em kéo nó xuống. Rồi, tiếp tục lấy thêm acetone. Tại vì cái này khi mà mình kéo một đoạn là nó đã khô hoàn toàn luôn rồi. Mình sẽ không có kéo được nữa. Và ở đây mình kéo lên trên. Thì khi mà mình thấy nó đã khô quá, mình phải lấy thêm acetone vào trong cỏ. Rồi, lấy sao mình có thể chùi ra khăn giấy cũng được, hoặc chùi lên cái thành cái miệng của cái hũ acetone cũng được. Miễn làm sao mà nó lấy bớt acetone ra ngoài là được rồi. Rồi, thấy nó ra sọc rồi đúng không? Tới lúc này thì hồi nãy cái móng đầu tiên em đã chỉ mấy anh chị làm bằng cây cọ, móng đầu tiên thì em đã chỉ mấy anh chị làm bằng cây cọ liner nhỏ rồi, nó vẫn làm được nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Thì cái này em sẽ làm bằng cái cách làm bằng cây cọ 3D luôn, để cho mai mốt mà mấy anh chị có mua cây cọ 3D về thì mình sẽ biết cách làm và mình sẽ làm nhanh hơn. Thì ở đây mình sẽ nhắm cái chỗ nào đó để mình làm con mắt, thì em sẽ nhắm bên tay tay trái này, nó đậm hơn. Rồi mình sẽ chấm và mình đi xoáy cái vòng tròn này. Thường cái con mắt của cái gỗ là nó có cái xoáy đúng không? Mình sẽ xoáy từ trong mình xoáy ra nè. Rồi đi qua bên ngoài thì mình đi lên đây và mình đi lên cũng được. Rồi mình có thể mình dùng cái cọ này. Mình vẽ cái con mắt. Đó là tại sao người ta gọi là con mắt ở trên gỗ là vậy đó mấy anh chị, tại vì cái cách vẽ của nó y chang như cái con mắt người của mình nè. Nhìn vào nó giống cho con mắt con người vậy đó, cho nên là người ta gọi là con mắt. Thì mình vẽ cũng giống vậy, mình vẽ hai cái bên ngoài. Và cái xoáy chính giữa cũng y chang con mắt luôn. Rồi. Mọi người nhìn thấy được con mắt chưa? Qua móng bên này thì em sẽ vẽ cái xoáy ở bên trong bằng cây cọ 3D thôi, còn bên ngoài thì em sẽ làm cây cọ flat để cho mấy anh chị coi luôn. Có nghĩa là mình có thể phối hợp mình làm được với tất cả các loại cọ, chỉ là nó dễ hơn hoặc là nó khó hơn thôi, chứ nó sẽ không có bị vấn đề gì khi mà mình làm cả. Chỗ này thì em sẽ xoáy trước cái vòng tròn bên trong bằng cây cọ 3D cho nó nhanh, thay vì mình làm cọ tròn nhỏ liner thì nó sẽ chậm hơn. Rồi sau khi xong đó, mình sẽ dùng cái cọ flat brush, mình chùi cho nó khô bớt. Rồi sau đó mình sẽ đi bên ngoài.
rồi kéo nó xuống. Rồi nó cũng ra được một cái đường giống y chang con mắt này nè, mấy anh chị thấy rõ không? Đó, vậy là cái con mắt trên gỗ của mình đã làm xong rồi. Mọi người nhìn được rõ không? À, không có cỏ 3D thì mình có thể mình dùng cây cọ. Hồi nãy em xài cây cọ là cây Shoddy đó. Mình vẫn làm được bình thường. Nên mình xoáy nó lâu hơn tí xíu tại vì nó nhỏ hơn. Ánh sáng hôm nay có vấn đề hả? Ok. À, để mình chỉnh ánh sáng lại một lần nữa rồi mình sẽ làm lại một móng nữa cho mọi người coi đi ha. Để vậy làm Ánh sáng có vấn đề mà nó cái bằng gỗ của mình tối nó bị quá tròn với nhau á, ha. cho Dạ nên vâng. là nó bắt cái lửa. Rồi mọi người nhìn thấy rõ không? Như vậy thì dễ thấy hơn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một móng nữa nhanh để cho mọi người có thể nhìn thấy lại nè. Rồi trong thời gian mà chỉnh ánh sáng thêm đèn vào đó thì em sẽ đi mask up coat lên cái ngón này ha. Màu đen treo hay nước sơn thường? Màu đen. No của mình, mấy anh chị đừng có misunderstand. Mình không làm treo, mình không làm nước sơn thường, mình mà mình phải làm bằng marble in nha, chứ không phải là treo hay là nước sơn thường. Nó là marble in để mà mình làm ra. Còn cái nền bên dưới của mình nó là treo. Ví dụ cái nền trắng của mình nó là treo, còn tất cả mọi thứ lên trên nó là marble in chứ nó không phải là treo. Rồi, hello mấy anh chị mới vào nha. Mình sẽ hơ đèn 30 giây. Rồi mình lấy ra. Em sẽ làm lại cái móng này để cho mọi người nhìn thấy rõ nè. Ở đây trong cái kit đồ nghề của mình thì em có soạn cho mấy anh chị hai chai, một chai đen và một chai nâu. Thì cái vân gỗ của mình nếu như mà mình làm màu nâu này thì nâu này là nâu đỏ thì nó sẽ bị hơi đỏ nhiều. Mình có thể làm pha một tí xíu màu đen và cái cách pha của mình sẽ là như vậy. Mọi người nhìn rõ chưa? Để em bắt đầu. Rồi để mà pha cái màu đen vào thì mình sẽ sử dụng cọ màu đen, cái chai màu đen, mình quét bớt cái marble in ra ngoài cho nó còn ít thôi, càng ít càng tốt. Mình quét đại nó vào trong cái móng như thế này để cho nó có màu đen và mình đi thêm màu nâu lên thì hai màu nó sẽ pha vào nhau và nó làm cho cái tông nâu nó bị đậm, nó đậm xuống một chút. Rồi. Sau đó thì mình sẽ đi màu nâu, mình quét nguyên móng vậy nè. Thì cái màu đen nó sẽ hòa vào trong màu nâu và nó làm ra có chỗ đen, có chỗ nâu, có chỗ đen, có chỗ nâu. Vậy thì cái gỗ của mình nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn nữa. Rồi sau khi xong, mình sẽ dùng cây cọ flat brush. Mình chấm vào trong cái hũ acetone. Và mỗi lần chấm vào thì mình phải chùi cái cọ của mình cho nó khô bớt. Mình đi từ trên xuống nè. Rồi. Chấm cho nó khô bớt nha. Và khi đi vân gỗ thì nó sẽ không có nhất định là mình phải đi theo một cái hình thù nào cả, nó chỉ là đi từ trên xuống, đi từ dưới lên. Mình đừng có lấy nhiều acetone quá, nó sẽ làm cho cái màu của mình nó bị trắng cái nền ra luôn, thì nhìn nó không đẹp. Mọi người nhìn thấy rõ chưa? Thank you.
Này nó sẽ cái màu nó bị trắng thôi. Mình đi cho anh xuống dưới để làm cho nó thành những cái vân mà xen kẽ vào nhau đó. Rồi, nó sẽ ra sọc 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 như thế này. Sau đó thì mình muốn làm con mắt thì mình chỉ dùng cái cây cọ 3D hoặc là cái cọ liner. Mình sẽ vẽ, mình chỗ nào mình muốn làm con mắt thì mình cứ dùng cái cây cọ cũng là chấm acetone và vẽ một cái vòng xoáy bên trong. Rồi đi ra bên ngoài thì mình cũng sẽ vẽ cái con mắt y chang như cái con mắt của con mắt mình, hai đường hai bên. Và con mắt của con cổ mình có thể làm nó lem lem chứ không có cần phải nhất định là phải phải ra nét nha mấy anh chị. Rồi mình có thể làm một con mắt hay hai con mắt hay mấy con mắt là tùy theo mình. Mình dùng cọ mình vẽ hình con mắt ở bên ngoài nè. Mình có thể xài cây cọ flat cũng được, mình xài cái bên hông của cây cọ của mình để mà mình vẽ. Rồi thì như vậy nó ra cho mình cái mẫu vân rộ. Rồi sau đó mình muốn cái này là bonus thêm cho ngày hôm nay để cho mọi người mai mốt mình mua cây cọ 3D về và mình vẽ. Còn không thì mình vẽ cái cọ sody cũng được. Thì ở đây em sẽ vẽ hai cái bông, một bông thì em sẽ vẽ cây cọ 3D và một bông thì em sẽ vẽ cây cọ sody để cho mọi người có thể biết luôn cái cách vẽ của cả hai. Rồi trước tiên thì mình sẽ xài cây cọ sody để mà mình vẽ đi ha. Ở đây thì em sẽ vẽ cái bông ở dưới này bằng cây cọ ngắn. Chấm vào trong cái kit đồ nghề của mình có cái hũ Odyssey màu trắng và Odyssey màu đen thì mình sẽ xài hũ màu trắng. Cái gel này nó rất là đặc luôn, mọi người lấy ra mọi người tưởng là cái gel nó bị khô luôn á. Thì cái stack cái gọi là cái texture của nó là nó như vậy. Thì mình sẽ lấy tương đối là to chứ không có nhỏ nha. Rồi. Mình muốn cái cánh hoa cho nó lớn thì mình cứ quẹt vào ba cái để cho nó lớn ra, một nè, hai nè, ba để cho nó lớn ra. Ở đây một nè, hai nè, này là mình dùng cọ liner mình vẽ quẹt xuống một quẹt xuống hai quẹt xuống ba. Rồi cái đó là vẽ bằng cây cọ liner phải không, nó sẽ chậm hơn chút xíu so với là dùng cọ 3D. Cọ 3D thì mình cứ chấm vào trong này lấy cái đầu cọ thôi, lấy cái đầu cọ cho nó gọn rồi sau đó thì mình sẽ đi chấm xuống kéo. Chấm xuống kéo cho nó xoáy vô, chấm xuống kéo cho nó xoáy vô.
Em mê cái con chuyến đi về nhà, nó rất là dễ cho mình vẽ. Chấm xuống kéo vô là được. Rồi, sau khi xong thì mình có thể mình hơi đèn 30 giây. Dễ quá phải không mấy anh chị? Rồi, ở đây thì mình có thể mình vẽ lá thêm. Cái này ở nhà mà ai đã có cái ở nhà ai mà đã có cái set Audition rồi đó thì mình có thể mình vẽ thêm hoa lá đồ này kia vào trong đó. Còn mấy anh chị chưa có thì mình chỉ tập bông thôi. À, em á, sử dụng xong em rửa thì mình có thể bỏ cái top coat gel ra, cái top coat gel ha. Mình bỏ ra bên ngoài, mình dùng mình đổ nó xuống. À, để em sẽ nhúng một cái lại rồi em chỉ cho cách rửa. Em vẫn còn để trong nắp nè. Thường em xài xong là em không có rửa, em để nó vậy nè để cho cái đầu cọ nó túm lại, nó không có bị xù ra đó. Tới khi nào trước khi xài nếu như mà đổi màu thì em mới rửa thôi, còn không đổi màu thì mình không có cần thiết phải mình rửa. Rồi ở đây thì mình có thể đi giao hoa lá gì đó thêm là tùy vào mình. Nhìn chả làm. Cho nên học trên cái nền gỗ. Rồi thì mọi người ở nhà hôm nay mọi người tập thêm cái phần vẽ vân gỗ nha. Và cứ gửi hình vào cho em. Tuần này thì cũng như thường lệ là mình cũng sẽ có một cái phần quà cho những người gửi hình design vào và được vote nhiều nhất thì mình cũng sẽ có một cái phần quà luôn, đó là một bộ kit đồ nghề hoặc là cái gift card trị giá bộ kit. Nếu như mà ai mà đã mua bộ kit rồi thì mình sẽ có cái phần quà trị giá là cái gift card của bộ kit đồ nghề. Rồi sau khi xong thì mình có thể mình dùng gel trắng mà mình chấm 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 vào thêm cũng được. Tới phần chấm thì cái gì cũng chấm được mấy anh chị nhớ, hồi xưa lúc mà mới ra nghề làm thì mình còn lấy tâm để mà mình chấm ấy mà. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn lại và top coat nữa là đã xong. Không biết hồi nãy giờ đã có ai vẽ được cái hình vân gỗ nào chưa nè. Tại sao mình phải sơn mát top coat lên rồi mới làm marble? Tại vì nếu mà không có sơn mát top coat lên, mình bỏ cái marble in xuống cái màu treo thì nó sẽ bị ăn xuống luôn và mình sẽ blend nó không có ra. Đó là tại sao mà mình cần cái mát top coat để nó làm nó siêu cái màu treo của mình lại. Khi mình bỏ lên mình blend thì nó mới ra ha. Mình cho nó loang thì nó mới ra. Rồi sau đó thì mình sẽ đi top coat thì mình có thể đi matte hoặc là đi shine này, vậy là tùy theo mình. Thì khi mà mình đi matte lên thì cái mẫu design của mình nó sẽ nổi rõ hơn nữa. Rồi và sau đó thì mình chỉ có việc cho hơi đèn thôi. Cái màu marble in của mình đó, nó nhìn lúc mà mình làm xong nó sẽ không có đẹp bằng sau khi mình top coat mấy anh chị. Khi mà mình top coat lên cái màu của nó lúc nào nó cũng nổi rõ lên hết và nó sẽ ra nhìn đẹp mắt hơn nhiều. Đó thì mình có thể chọn nhiều cái chỗ khác nhau để mà mình làm cái con mắt của cái vân gỗ và nhiều cái tông màu khác nhau luôn. Thì cái set marble in của mình là mình có tới 14 màu lận, trong đó màu trắng và màu màu gold đó thì mình không có sử dụng để mà mình blend theo kiểu bình thường mà mình chỉ làm nó nhẹ nhẹ thôi, nó trang trí thêm cho mấy màu kia. Còn tất cả các màu còn lại thì mình đều có thể làm vân gỗ hết, tùy theo mình muốn nó là cái vân theo kiểu nào. Rồi và đây là cái mẫu của mình ngày hôm nay, thì hy vọng là mọi người ở nhà có thời gian thì mình sẽ tập thêm nhiều kiểu khác nhau nữa, càng nhiều càng tốt. Và quan trọng là tập lại cái ai mà chưa có làm marble được đó thì mình có thể làm lại cái căn bản nhất của mình là mình blend làm sao để cho nó ra được mấy cái đường chỉ,
chủ đậm chủ nhạt và nó ra được những cái đường chỉ giống như vậy thì nó làm cho bộ móng của mình nhìn vào nó đẹp hơn. Mình đừng có để cho nó bị dồn cục lại, cứ cứ chơi với cái marble in đi để mình hiểu nó hơn. Khi mà mình chấm vào nó sẽ loang như thế nào thì từ từ mình sẽ hiểu nó hơn. Mình phải hiểu được cái product mình xài, cái product nào cũng vậy, mình làm á mình phải hiểu nó. Một khi mình hiểu rồi thì mình làm rất là dễ. Còn mình chưa có, mình nhiều khi trong tiệm mình bận rộn, mình không có thời gian, mình ngồi mình thử mình làm thì tới lúc mình làm có thể là sẽ không có vừa ý mình. Cho nên là đây là thời gian rất là dễ để cho mọi người ngồi làm, ngồi có thời gian mà mình tập. Và khi làm xong cái móng này, nếu mà mình muốn làm sample đó thì mình cứ giữ y chang về và mình đem vào trong tiệm để cho khách họ coi để mình làm sample. Còn không thì mình cứ cắt ngang để mà mình dán vào cuốn bút. Thì em thấy là mấy chị bây giờ ở nhà làm xong là cắt ngang dán vào cuốn bút để khi mà mình quay lại làm việc, mình cũng có nhiều cái mẫu design nữa cho khách hàng họ theo họ lựa chọn. Thì như vậy là xong cái mẫu design của bài học ngày số 8 của mình ngày hôm nay. Và ngày mai thì mình sẽ học về vẽ hoa văn nha. Đáng lẽ hôm nay là lịch vẽ hoa văn nhưng mà thôi em dời lại để cho marble đi kèm với ngày marble luôn thì mọi người sẽ không có bị confuse nhiều và mình cũng dễ học hơn. Vậy thì em sẽ hẹn gặp lại mọi người ngày mai vào lúc 1 giờ. Mình sẽ học về kỹ thuật vẽ hoa văn trên móng marble, cho nên là mọi người tập càng nhiều mẫu marble càng tốt để mà mình vẽ hoa văn lên trên đó. Thank you mọi người đã dành thời